Chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 11 tháng 9, là ngày sinh nhật người yêu mình. Nhưng mà hiện tại thì người yêu mình đang ở một nơi rất xa, đang đi học. Mình thì vừa học xong. Không biết là cuộc tình của chúng mình có đi đâu hay không nữa, nhưng mà có khi mình sẽ quay trở lại với cái kênh YouTube của mình. Vừa rồi thì mình cũng vừa được học qua hay là được xem, đây là tìm hiểu qua trên mạng một số cái mà có lẽ là sẽ cần thiết mình sẽ phải chỉnh sửa một số ở trong cái kênh của mình nữa. Nếu mà có gì mà anh em đã làm hay là mọi người xem qua mà có kinh nghiệm thì hãy để lại lời chia sẻ dưới clip sau để mình có những cái kinh nghiệm để cho mình học hỏi những cái kinh nghiệm của cả anh em đi trước tốt hơn. Bây giờ thì mình định review một số trò chơi ở trên CF Play. Có khi là mình sẽ chơi game gắn finger này. Chợ game gắn finger này thì ở trên CF Play có, bạn chỉ cần nhập lên trên CF Play là tải về được. Và trong khi chơi thì mình không nên cài đặt cái Google Play trò chơi này, nó sẽ rất phiền phức cho khi mình lúc mình chơi hay lúc mình vào game rất là lâu. Đối với game này thì dung lượng cũng không cao cho lắm, mọi người có thể chơi được. Nhưng mà đối với một số máy mà có dung lượng RAM cao thì có thể chơi mượt hơn, nhưng máy mình thì chỉ có 2 GB thôi. Mình không biết là hiện tại giờ đang có bão gì hay là has been device, mình sẽ kích vào đây. 4/15 là sao vậy? Update, nó bắt mình update. Và bây giờ là mình đã chơi cái đầu tiên. Đây là mình đã chơi qua rất nhiều và trong quá trình chơi rất là khó khăn. Và mình chơi bài đầu tiên cho các bạn cùng xem nhé. Từ game này thì cũng rất đơn giản. Có thể kích thích tư duy và sự nhanh nhạy cho những người chơi. Ví dụ như là mình có thể cài đặt cho con chơi để tạo cảm giác nhanh nhẹn đối với tay. Đây mình là chọn cái này để làm chậm, nhưng mà phải màn 1 thì chắc chắn là chưa thể có được với những bạn mới chơi, tại vì mình đây mới chơi lâu rồi, mình chơi lâu nên mình sẽ có. Rất dễ chơi. Thời gian của mình, nạp đại của mình rất nhanh tại vì mình đã nâng cấp lên rất nhiều. Bắn mình cũng rất là vui. Nếu mà mọi người cảm giác mình làm mấy cái review game hay là mấy cái clip không hay thì các bạn cứ chia sẻ dưới, chứ đừng dislike hay là gì đó, chứ mình cũng sợ lắm. Nhà cũng không có gì, rảnh rỗi, toàn rảnh rỗi. Vậy là mình đã xong một màn. Đối với dung lượng máy cao hơn, lượng RAM cao hơn như các dòng điện thoại xịn khác thì máy có thể load nhanh hơn. Và đây tất cả các bài mình đều chơi thì đã qua hết rồi. Nhưng mà đến đây, đây là cái đoạn khó khăn nhất của mình đây. Và đây là cũng là cái bài khó khăn đây, mình sẽ chơi. Đây là đa mình đây là cái số lượng súng của mình không đủ mạnh để chơi cái màn này. Mình phải chơi xong rồi update thường xuyên. Thôi rồi, hôm nay mình giới thiệu một game này cho các bạn cùng chơi và trải nghiệm nhé. Có gì thắc mắc thì các bạn để lại lời chia sẻ dưới. Nếu mà các bạn không thích nội dung này thì mình sẽ làm nội dung khác. Nhưng mà trong quá trình làm nội dung khác thì cũng sẽ cần đến mọi người ủng hộ rất nhiều. Hy vọng là mọi người sẽ luôn quan tâm đến mình.